Thì ở bài 13 này thì nguyên tắc số 7 phải là vai phải má phẳng trắng thôi. Ví dụ như thường là mình khi mình phẳng trắng đúng không, cái nó nguyên tắc số 7 phải là phẳng trắng đúng không, thì mọi người xem qua về cái này án này thì mọi người thấy khoảng trắng của nó này, nhìn kiểu nó chia ra từng cái layout ấy, mọi người đó nguyên tắc thôi, mọi người đừng để từng cái khối nó dính dính nhau, đó là khoảng trắng. Thì lúc sử dụng khoảng trắng thì mình sử dụng bình thường CS còn như vậy thì sử dụng margin, còn khi mà mình dùng display flat hay là grid để xây dựng layout ấy thì sử dụng gap. Cái thẻ chứa nó là thẻ F1 margin thôi, ở đây margin cho nó sẵn rồi 50 để cho nó có khoảng cách này. Em mọi người hay phải sử dụng cái margin nha, để tạo khoảng trắng là gì á, ai margin cái gì cho nó khác với nhau thì có thể cứ tên em mấy cái giá trị này cũng cần. Cái này đa số là lý thuyết, là lý thuyết thôi. Này lý thuyết không ạ? À? Lý thuyết thì em không biết phải nói sao cho mọi người. Em giới thiệu cho mọi người một cái phục chính trong CSS nha. Ví dụ như ở đây đi, đốt ảnh của mình đây đúng không? Bây giờ em muốn dịch chuyển nó đi đến đây thì thường là mọi người sử dụng cái gì? Hay là dịch chuyển nó lên đâu hay là xuống đâu đi? Thì thường là có phải mấy bài trước là mình sẽ sử dụng cái thì con chỉ có một bài để CSS body luôn. Mọi người thường hay sử dụng position đúng không? Position để mình muốn di chuyển một cái ảnh nào đó theo ý mình muốn đúng không? Thì ở đây đi position cái con thì nó là absolute, thằng xe của nó là thằng body là gì, thì người muốn di chuyển thì mọi người hay sử dụng là top không drive không là gì đúng không? Thường là mình hay sử dụng như vậy. Thì giờ em hướng dẫn cho mọi người một cái gọi là transform, thuộc tính transform nha. Tính transform mọi người sau này sẽ sử dụng gì nhiều tính transform nó chuyển đổi cái này thôi, chuyển đổi cái mà mình muốn. Thì đầu tiên đó là phương thức translate, phương thức translate này là kiểu giống như nó di chuyển một cái phần tử khối ở vị trí hiện tại của mình theo cái trục x. Trục x là trục ngang đúng không ạ? Trục y là trục dọc này. Thì đầu tiên cái giá trị đầu tiên á thì là mình muốn nó di chuyển đi qua bao nhiêu, qua sang trái bao nhiêu thì là giá trị dương sang x đó. Giống như ở đây là em ví dụ như đây 50 pixel này. Cái y mình muốn đi lên 100 pixel này. Em sử dụng thuộc tính transform, translate nhé. Đó, mọi người sẽ thấy mình vừa dịch chuyển nó sang phải và gì đúng không? Đây, mình dịch chuyển. Transform translate di chuyển cái ảnh của mình, một cái là 50 pixel sang phải và 100 pixel đi xuống. Đó là dương. Còn âm thì sao? Âm thì nó nghịch lại. Nó có thể tràn ra hết luôn. Đấy, nó chèn ra cái viewport mà. Âm thì nó sang trái, còn thằng này âm này, giả sử thằng này âm, thằng y âm thì nó sẽ đi lên đó. Transform translate
Một cái là phương thức để chuyển lại đấy, điều này đi là còn trả lời cho x em muốn nói sang phải đấy, 100 pixel, 100 pixel. Cái này dùng cho cả hai cái này, dùng cho x thôi đúng không? Có thể chia lẻ ra cái phương thức transform này nữa, transform đây trong chỗ x này, translate theo kiểu keo trục y này, chia ra hết thì mình muốn không thì dùng cái rồi. Có cái là phương thức là transform row, thì cái này là nó xoay cái khối của mình đi theo chiều kim đồng hồ, hoặc cũng có thể là ngược chiều kim đồng hồ. Ví dụ như đây muốn nó xoay theo ngược theo đúng chiều kim đồng hồ 20 độ nhé, là rotate này 20, đúng không? Có thể thấy nó xoay đi, đúng không? Lúc mà mình sử dụng cái phương thức khác thì ở trên cái translate của nó sẽ bị bỏ đi rồi. Thì trong một cái CSS thì chỉ được một cái thuộc tính transform thôi, nó bị đè lên, rồi không có kết hợp được. Thì phương thức xoay của nó này là rotate một góc là 20 độ theo chiều kim đồng hồ này. Còn ngược chiều kim đồng hồ này thì mọi người chắc có âm vào. Nó có đây. Nó có một cái là phương thức khác là phương thức kiểu như là đây. Ở đây mọi người sẽ thấy nó cái kích thước của nó là 724 444, đúng không? Thay vì mình đặt cho từ cái thì mình sử dụng phương thức transform. Đây, cái này là để tăng cái kích thước của nó lên so với ban đầu. Này, ban đầu mọi người sẽ thấy là chiều rộng là 700 nha, chiều rộng, chiều ngang này, chiều ngang là 700, chiều rộng là 400 này. Còn cái giá trị thứ nhất thì là em nó tăng lên cái chiều rộng lên bao nhiêu để cho nó tăng chiều rộng lên 2 lần này. Cái này em chưa muốn nó tăng này. Đấy, mình thấy chiều rộng của nó tăng lên 2 lần này. Cái này muốn chiều cao nó tăng lên 3 lần. Đó. Đây, 2 lần thôi. Cái để tăng cái kích thước của mình lên thôi. Chiều cao này. Mình có thể giảm nó đi cũng được. Giảm nó đi sau ban đầu là dưới cái 1 chứ không phải là âm nữa. Mình chia đôi nó này, chia đôi kích thước của nó đi. Rồi kích thước của nó chỉ còn lại 1/2 so với ban đầu thôi, là phương thức transform. Cái này là ba cái mình phải dùng thôi, translate dịch chuyển nó đi, row là rotate là xoay nó đi, k là tăng nó lên. Thì đấy là phương thức transform này mà giới thiệu mọi người biết, mọi người để ý để người làm assignment này. Mình vừa lướt qua hết đó.